Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc cho biết ngày hôm nay Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này. Vụ phóng diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa tầm trung và tính tới nay Triều Tiên đã phóng ít nhất 67 tên lửa đạn đạo. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Vào ngày 18 tháng 12 vừa qua, Triều Tiên cũng đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung ra vùng biển phía đông. Các vụ phóng của Triều Tiên trong năm nay có điểm nổi bật là mức độ hiện đại của tên lửa, quy mô các vụ phóng và vị trí rơi. Đặc biệt, tên lửa siêu thanh là Hua Song 8 là loại tên lửa có tốc độ cực cao, có thể di chuyển với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Năm 2022 được đánh giá là một trong những năm nóng nhất trên bán đảo Triều Tiên kể từ năm 1953. Trong suốt cả năm, Triều Tiên gia tăng tần suất các vụ phóng tên lửa và đạn pháo, trong khi Mỹ, Hàn Quốc và liên minh Mỹ Nhật Hàn liên tục tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn. Bất chấp thời tiết lạnh giá và những ngày giáng sinh đã cận kề, hàng ngàn người di cư đang đổ xô đến biên giới Mỹ và Mexico. Nhiều người hy vọng là việc nhập cảnh vào Mỹ sẽ dễ dàng hơn sau ngày 21 tháng 12 khi Mỹ dỡ bỏ các hạn chế chống COVID-19. Tuy nhiên, tổng thống Joe Biden đã yêu cầu hủy bỏ thời hạn này. Tòa án tối cao Mỹ cho phép chính quyền Mỹ gửi những người di cư thuộc một số quốc tịch nhất định, bao gồm cả người Venezuela trở lại Mexico mà không có cơ hội xin tị nạn. Hiện không rõ khi nào sẽ có phán quyết mới của tòa án và những người ủng hộ nhập cư cho rằng các hạn chế này đi ngược lại với nghĩa vụ của Mỹ và quốc tế đối với những người di cư mong muốn thoát khỏi tình trạng bạo lực ở quốc gia họ. Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng tiếp nhận từ 9.000 đến 14.000 người di cư một ngày nếu quy định trên được dỡ bỏ hoàn toàn. Thưa quý vị, Thái Lan sẽ sử dụng phương pháp xét nghiệm ADN để cải thiện giống lúa của mình sau khi gạo Homali, có nghĩa là hoa nhài, nổi tiếng của nước này bị một giống gạo của Campuchia xoán ngôi tại Hội nghị Lúa Gạo Thế Giới. Phương pháp này được cho là sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh xuất khẩu của Thái Lan theo kế hoạch lúa gạo giai đoạn 2020-2024. Dịch vụ xét nghiệm ADN sẽ giúp nông dân trồng lúa, các nhà máy xay sát và nhà kinh doanh gạo ở Thái Lan bảo đảm được tính xác thực của sản phẩm thông qua các xét nghiệm di chuyển nhanh chóng với chi phí thấp. Thái Lan có thể sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay và thậm chí có thể vượt mục tiêu lên 8,58 triệu tấn. Nước này cũng kỳ vọng là xuất khẩu gạo sẽ tăng hơn nữa trong năm 2023 nhờ tỷ giá hối đoái cũng như là việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. quý vị, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột tại Ukraine và các mối đe dọa khí hậu ngày càng tăng đã góp phần đẩy nhanh các chính sách về năng lượng sạch. Các chuyên gia nhận định năm 2022 đã trở thành cột mốc quan trọng về năng lượng. Sau 200 năm tăng trưởng, lần đầu tiên có bằng chứng rõ ràng cho thấy nhu cầu nhiên liệu hóa thạch đạt đỉnh vào năm 2019 và trên đà suy giảm. Trong năm 2022, chính phủ nhiều nước trên thế giới đã bật đèn xanh cho các chính sách năng lượng tái tạo đầy tham vọng. Chính phủ Ấn Độ thiết kế một chương trình trị giá 2,6 tỷ đô la nhằm khuyến khích sản xuất các thiết bị trong nước phục vụ hoạt động sản xuất năng lượng mặt trời. Mỹ ban hành đạo luật giảm lạm phát, một trong những đạo luật tham vọng nhất về khí hậu trong lịch sử nước này, trong khi Nghị viện châu Âu thông qua kế hoạch Repower nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga đẩy nhanh việc hướng tới chuyển đổi sang năng lượng sạch. Trung Quốc cũng đã công bố những kế hoạch tham vọng nhằm giúp nước này đạt các mục tiêu về năng lượng sạch năm 2030 trước thời hạn đặt ra là 5 năm. Nhu cầu về năng lượng hóa thạch của thế giới đang trong trạng thái ổn định trước khi sụt giảm. Nhiệm vụ hiện nay là duy trì đã phát triển trong năm 2023, củng cố hạ tầng năng lượng, giải quyết các vấn đề hiện đang làm chậm lại công tác cung cấp và phân phối năng lượng sạch. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết, giá dầu mỏ đã tăng lên trên 100 đô la Mỹ một thùng vào giữa năm 2022, trong khi giá than và khí đốt cao là nguyên nhân khiến chi phí điện tăng vọt trên khắp thế giới. Tuy nhiên, việc tăng cường năng lượng sạch đã giúp các nước châu Á, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, tiết kiệm được 34 tỷ đô la trong năm qua. Bên cạnh những xu hướng tích cực, việc thiếu đột ngột nhiên liệu hóa thạch và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng cũng là những nguyên nhân khiến nhiều quốc gia vẫn đang phải tăng cường sử dụng nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu trong ngắn hạn. Cách đây 20 năm, năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng sạch nhất và trong những năm qua, đây đã trở thành nguồn năng lượng rẻ nhất. Phải đến năm 2022, năng lượng tái tạo mới trở thành nguồn năng lượng an toàn nhất. Những diễn biến trong năm 2022 đã góp phần giúp năng lượng tái tạo phát triển ở tốc độ nhanh chưa từng thấy. Dự báo trong 5 năm tới, thế giới sẽ bổ sung thêm nguồn năng lượng tái tạo tương đương với mức đã đạt được trong 20 năm qua. Chính phủ Thụy Sĩ vừa bác bỏ ý tưởng đưa ra tùy chọn giới tính thứ ba hoặc là phi giới tính trong các hồ sơ, giấy tờ chính thức. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vắn quốc tế ngay sau đây. Hội đồng Liên bang cầm quyền Thụy Sĩ cho biết, mô hình giới tính nhị phân, phân loại giới tính thành hai dạng khác biệt đối lập là nam và nữ, vẫn còn ăn sâu bám rễ chặt trong xã hội Thụy Sĩ. Các điều kiện tiên quyết của xã hội đối với việc giới thiệu giới tính thứ ba hoặc miễn trừ chung đối với việc ghi giới tính trong sổ đăng ký dân sự hiện tại không tồn tại. Hiện tại, người dân được đăng ký hộ tịch với giới tính là nam hoặc nữ, không có lựa chọn nào khác. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết, một ủy ban đạo đức quốc gia đã ghi nhận trong một báo cáo năm 2020 rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để thay đổi hệ thống tùy chọn giới tính. Ngày 22 đến 23 tháng 12, các hãng hàng không đã hủy hơn 2.700 chuyến bay, làm gián đoạn du lịch nghỉ lễ của hàng nghìn người khi một cơn bão mùa đông mạnh đổ bộ vào Mỹ. Thời tiết khắc nghiệt diễn ra chung với thời điểm bắt đầu một mùa du lịch nghỉ lễ, có thể là một trong những mùa bận rộn nhất từ trước đến nay ở Mỹ. Theo trang web theo dõi chuyến bay FlyAware, hơn 1.830 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy vào ngày 22 tháng 12 và 900 chuyến bay khác trong ngày 23 tháng 12 đã bị hủy bỏ. Cho đến nay, 23% chuyến bay khởi hành tại sân bay quốc tế O'Hare của Chicago và 37% chuyến bay tại Chicago Midway đã bị hủy hôm 22 tháng 12. Một công ty của Ai Cập mới đây đã cho ra mắt Metatut, thành phố ảo đầu tiên của Ai Cập trên vũ trụ ảo Metaverse. Dự án được triển khai nhằm kỷ niệm 100 năm ngày phát hiện ra lăng mộ của vua Tutankhamun. Ý tưởng về thành phố dựa trên một giả định tưởng tượng rằng vua Tutankhamun sống lại vào năm 2022 để hoàn thành những gì ông mơ ước đạt được ở Ai Cập. Trong Metatut, du khách có thể du hành trong một cuộc hành trình xuyên thời gian và không gian, tìm hiểu về lịch sử Ai Cập, giải trí và tương tác với những người khác trong không gian ảo. Thưa quý vị, chỉ còn một ngày nữa là đến Giáng sinh, bên cạnh việc chuẩn bị các món quà, ông già Noel từ Phần Lan còn gửi lời chúc mừng Giáng sinh và thông điệp về hòa bình. Ngồi trong căn phòng của mình tại làng Rovaniemi, Phần Lan, ông già Noel say sưa đọc những bức thư được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Hàng chục nghìn lá thư mỗi ngày dường như không làm cho ông già Noel mệt mỏi năm nay tôi nhận được những lá thư và tin nhắn gửi gắm hy vọng giáng sinh sẽ mang lại hòa bình và hạnh phúc trên toàn thế giới nhiều người nói về tầm quan trọng của sự sẻ chia và quan tâm về những giá trị ý nghĩa nhất không bao giờ thay đổi của giáng sinh năm nay điều ước giáng sinh của riêng tôi là dành cho tất cả chúng ta hãy giúp đỡ những người gặp khó khăn cho đi tình yêu thương và sự đồng cảm lớn lao chúc các bạn một giáng sinh an lành và vui vẻ Càng gần tới Giáng sinh, làng Rovaniemi, Phần Lan, quê hương của ông già Noel lại càng nhộn nhịp. Sau hai năm hạn chế vì đại dịch Covid-19, hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới lại đổ về đây thăm ông già Noel và những trợ lý bận rộn của ông. Mọi người, từ trẻ em cho đến người lớn, đều muốn có cơ hội gặp ông già Noel trước khi ông và đàn tuần lộc của mình bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới vào đêm Giáng sinh. Đến làng ông già Noel vào dịp này, du khách sẽ phải tráng ngợp với cảnh quan thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ và quyến rũ, cùng nhiều hoạt động phiêu lưu thú vị trong không gian phủ đầy tuyết trắng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động ngày hôm nay.